Bất cứ lúc nào rảnh, Vũ lại chui vào thư viện của mình đọc sách, nghiên cứu tìm hiểu những điều gì làm cho các quốc gia khác phát triển hùng mạnh. Vũ đi tìm hiểu ở nhiều quốc gia tiên tiến, xem dân khí của họ ra sao. Vũ đúc kết được rằng không phải do dân đông, giàu tài nguyên, đất đai rộng lớn, lịch sử lâu dài, mà do các quốc gia ấy có khát vọng vươn lên. Vũ soi dọi lịch sử và hiện tại nước nhà để tìm cho ra điều gì là cái neo kìm hãm dân tộc. Vũ chính là doanh nhân đầu tiên của Việt Nam nhận thức và gọi ra cái tên của cái neo ấy, đó là nền văn hóa âm tính. Chính nền văn hóa âm tính làm người Việt Nam dễ dàng bằng lòng với mình, dễ dàng chấp nhận số phận, tự du mình trong những khuôn khổ đạo đức nhỏ, đã là sức ý cơ bản nhất làm đất nước chậm tiến. Chỉ mau chóng cải sửa nền văn hóa âm tính ấy, chuyển qua nền văn hóa dương tính, hừng hực niềm đam mê sáng tạo và khát vọng, thì đất nước mới phát triển hùng mạnh được. Hiểu điều ấy, Vũ lên cả một kế hoạch hành động, bắt đầu từ việc khởi xướng diễn đàn Việt Nam nhỏ hay không nhỏ trên báo Thanh Niên, đến hàng chục cuộc đăng đàn diễn thuyết với lớp trẻ, sinh viên về khát vọng lớn. Bằng tất cả nhiệt huyết, nguồn lực kinh tế của mình, Vũ hăng hái lao vào cuộc cổ vũ quyết liệt cho tinh thần sáng tạo. Hơn ai hết, Vũ coi sáng tạo và khát vọng là động lực chính cho đất nước cất cánh. Vũ vận động truyền thông, vận động các học giả, trí thức, cổ vũ cho cuộc đổi mới trong giáo dục,